Đẹp quá hả con hả? It's so hot today. Hai má hà. Hai má hà. Đây là Beachfront Cafe. Cái này for Huy Kim. Huy Kim is researching for this place for us. Cái này là Barefoot Beach Cafe. Dễ thương lắm. Cái này đi bộ từ hotel Sheraton Waikiki about 15 minutes. 17 phút thôi à. Bella ơi, nghe cái order của mình nghe con. Hello. Bella ơi. Hello Bella. Cái này nhìn ra the beach. Giờ đi đâu cũng phải đeo cái này mệt quá. Nice area. Mọi người đến đây, đến cái chỗ này nha. Rất là dễ thương. Kim ơi, Kim có coi cái này không? Chỗ này là Kim dắt gia đình Kim đi nè. Mùng 1 tháng 5 Kim tới là đến đây này. That's very cute. Chụp hình cũng dễ thương lắm luôn á. Hai Thúy. Ở bên Đức bây giờ mấy giờ rồi Thúy? Con hai cô Thúy. Cô Thúy là cousin của mẹ bên bà ngoại ở bên Đức. Hai Thúy. Over there is Waikiki. Tụi này đang order đồ ăn. Ở đây đồ ăn Việt Nam á. Hello chị Jessica. Chỗ này là Barefoot Beach Cafe. Barefoot đi chân đất. Nhưng mà không thôi, mình đi giày cũng được. Để là Barefoot Beach Cafe. Ồ, 9 giờ tối rồi. Barefoot Beach Cafe. Here. Dễ thương lắm. Đi bộ từ khách sạn tôi cho là Sheraton Waikiki. Đi bộ đây có chừng 15 phút à. Yeah. Cái này ai thích chụp hình thì đến đây chụp hình là perfect. Tại vì Châu thiếu Huy Kim cho nên là không ai chụp hình hết. Nhưng mà lần này có Như Loan. Như Loan chụp hình đẹp lắm. Như Loan có khiếu chụp hình dễ sợ luôn á. Very good photography. Đây là ở Hawaii Thúy. Very nice area. Ta gọi tên mình con. You listen to your name, Bella. Very peaceful. Hôm nay gần một tuần rồi ha. No. 6 ngày tụi Châu ở đây rồi. Nhưng mà hình như chưa có đủ. Ngày hôm nay mình đi biển nào Bella? Là Ika? Lanakai. Lanakai Beach. Cái nước nó calm hơn, nó shore nhiều. Tụi này ở đó nguyên một ngày luôn. Chút nữa tụi này sẽ đến cái Mochi Factory mà chị Bé Heo recommend để quay cho mọi người coi nha. Bella thèm mochi không? Dạ thèm ha. Mochi, they make mochi here as donuts, rồi candies, everything. Buổi tối ở đây cũng hơi mát, nó mát mát lạnh lạnh. Buổi sáng thì cũng không phải nắng gắt lắm. Nếu mà đi vào mùa hè thì nắng gắt hơn. Còn bây giờ thì trời đẹp lắm. Mọi người thấy không? Trời rất là đẹp. Tụi này đi cả tuần á. Tụi Bella về đi học lại ha. Mọi người coi ở xa xa nè. Surfing. What a beautiful life here.
Đi vô coi ha. Bé là coi order của mình ready chưa? Không. Biển đẹp lắm. Biển đẹp và rất là peaceful. Nóng quá con ha, người ta gọi tên con chưa? Hai mẹ con mặc áo giống nhau. What is that? Be good to yourself, inspire order. Inspire other. Vậy là nhớ be good to yourself, ok? Hôm nay hai mẹ con sinh đôi. Con Bella ngủ ngon không? Ngon ha. Con đi ăn tối hết nổi rồi, đi về mệt quá rồi. Con hẹn nhau đi ăn tối mà về nhà, nhà này đuối quá. Đi mua đại gì ăn rồi lên giường ngủ thôi, chịu hết nổi, hết ra ngoài nổi. Hai Ngô Khải Anh, hai chị em xinh quá. Bella là em của mẹ đó. Bé là có trả lời, bé là có xuyên phép vui không? We have a good time. Good time nhất là gì? Nói lớn lên. Bé là good time nhất là bé là tới gì? Bé là gặp ai? What do you remember most about baking Charlie? Miệng ăn. Miệng ăn ha? Charlie ăn sao con? Mềm ăn dễ thương ha? I'm so cute. I'm the cutest baby boy ever. Oh. Ngủ cho đã thôi, giờ vẫn còn nghe. What? Không phải tên hả? Bố đang tìm chỗ đậu xe. Bố hôm nay... Oh, bố tìm rồi, bố chờ mình thôi hả? Tại vì order xong không ăn ở đây mà lại đi Mochi Factory. Bà làm muốn đi Mochi Factory đúng không? Chỗ này dễ thương lắm. Mọi người nhớ đi đến đây nè. Đây khó. Barefoot Beach Cafe. I know, nóng quá ha. Cà phê nhỏ nhỏ ở ngoài biển rất là dễ thương. Yeah, Tammy. Đeo mask á, ngày hôm qua tụi Châu đi ra cái Lanikai Beach mà may cái group tụi Châu có 9 người á mà cảnh sát đã tới hỏi rồi. Thật ra rất là khó giữ cái social distance nhưng mà họ try the best. Mà đeo mask nhất là lên máy bay á. Lên máy bay đó mình phải đeo mask á, ngộp dễ sợ luôn á. Mà for everybody's safety ness we have to do so. Biển đẹp. Nhưng mà khi ra biển thì mình đi surf hay cái gì mình không cần đeo. Mình chỉ ráng đi ra ngoài không ta bị phạt. Họ đây họ phạt á, họ thật sự họ phạt chứ không phải họ warning đâu. Cho nên mình đang sống giữa pandemic thì mình phải chịu thôi. Thank you Kim for recommending this. Kim check trên cái gì? Travel Advice à? Kim thấy, Kim nói cho tới đây. Ah.
All right. It's time to go to Mochi store. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Hôm nay thứ tư rồi. No, mới thứ ba. No, đầu tuần chứ. Ở đây mình không có sense, any sense về ngày tháng gì hết trơn á. Sáng dậy là đi ra biển, đi ăn uống. Hello cô Yến. Cho nên là không còn biết hôm nay là ngày giờ nào. Bella có thể bơi cả ngày ha. Bơi xong thì mệt quá. Tối qua cả nhà lăn ra ngủ. Nhưng mà quen giấc cũng 5-6 giờ sáng bên này dậy, tức là 8 giờ sáng ở bên California. Chưa gọi mình nữa hả con ha? Chưa gọi ha? Bây giờ là gần 10 giờ đó, mày nghĩ vậy. Lâu quá. Cô Yến khỏe không ạ? Cuộc sống ở đây so relax. Bella muốn mua về đây ở không? Trời, để surf suốt ngày hả? Ăn trái cây quá chừng luôn bé heo ơi. Nhưng mà ngày bé heo đi á, thì là sẽ nhiều trái cây hơn nha. Để bữa cái bà bán trái cây á, bà nói là cỡ chừng 3 tuần nữa thì trái cây sẽ nhiều lắm. Cho nên là bây giờ thì vẫn trái cây nhưng mà xoài vẫn còn chưa có ngon lắm. Nhưng mà 3 tuần nữa là the best, bao là tới rồi. Dạ, family time is best. Nhân Châu ở ngay Waikiki, Oahu. Oahu. Bé heo ơi, chúc tụi em chạy đến cái chỗ Nishido Candy Store, Mochi Store nè bé heo. Oh, ok, Bella không có làm được. Thì Châu phải đến chung giúp cho Bella. She ordered quite a lot. Xin hỏi cái bao đi con. Lấy mẹ xin cái bao. Yes. You have bag. You have bag, please. Rồi thôi, cho chào mọi người nha. Chúc cho đến Mochi Store cho sẻ cho mọi người coi. Bye. Thank you. I think it's good. Yeah.